Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thể thao và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có chủ đề Lợi ích của bộ môn Dance Sport đối với trẻ nhỏ. Với chủ đề này, mời quý vị cùng đến với phần hướng dẫn của trọng tài, huấn luyện viên khiêu vũ thể thao Nguyễn Thị Nhung, câu lạc bộ Em Dance Sport Hưng Yên. Trong mục câu chuyện thể thao, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Dance Sport, sân chơi an toàn dịp hè của trẻ em thành phố Hưng Yên. Đối với sự phát triển trí não, Dance Sport là bộ môn đòi hỏi liên tục sự vận động đầu óc. Khi học bộ môn này, trẻ sẽ phải tập trung cao độ để có thể kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và các động tác của cơ thể. Đối với sự phát triển thể chất, các bài tập co giãn căng cơ của bộ môn này sẽ giúp trẻ gia tăng vận động thể chất, giúp cơ thể dẻo dai và linh hoạt hơn. Khi trẻ học khiêu vũ, những dị tật ở chân nhờ vậy cũng có khả năng sửa được. Bên cạnh đó, Dance Sport còn giúp trẻ phối hợp nhịp nhàng các bộ phận trong cơ thể, cân bằng sức chịu đựng của cơ thể và hoạt động của các cơ. Đây cũng là một giải pháp tuyệt vời để giảm cân cho trẻ béo phì. Đối với sự phát triển tinh thần, việc học khiêu vũ là cách để giúp các bé gia tăng kỹ năng xã hội, đặc biệt là sự tự tin. Khi học môn này, trẻ sẽ được thường xuyên tiếp xúc với các thầy cô, bạn bè, được tham gia biểu diễn trước đám đông với sự tập trung cao độ nhất có thể. Từ đó, trẻ vượt qua được nỗi sợ hãi, e dè. Nhờ vậy, trẻ sẽ hình thành sự tự tin trong cuộc sống. Do có sự kết hợp giữa hoạt động và âm nhạc một cách hài hòa, nên khiêu vũ là biện pháp giảm stress khá hiệu quả. Trong lúc bước đi theo từng điệu nhạc đã giúp trẻ đến nhịp và hiểu âm nhạc một cách bài bản hơn. Xin chào quý khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Như số trước là mình đã giới thiệu tới các bạn 4 bước cơ bản của điệu cha-ta-cha. Trong số này mình sẽ giới thiệu với các bạn 4 bước tiếp theo. Tư thế chuẩn bị: trụ trên chân trái, chân phải sát ngang, hai tay lưng lên, giữ trục thẳng. Nhịp đầu tiên là lùi chân phải, chuyển trọng tâm, đến mà phách 3. Cha 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 là forward lock, là bước tiến, khóa chân. Cha thứ nhất, cha thứ hai và cha thứ ba. Nhịp thứ hai là hai tiến chân trái, ba chuyển trọng tâm. Đấy. Cha 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 là đi backward lock. Cha, cha, cha. Đấy. Lặp lại bước này một lần nữa. 2, 3, cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. Tiếp theo vào đôi, tay trái của nam cầm tay phải của nữ. Còn lại tay phải của nam và tay trái của nữ sang ngang. Giữ trên cao và sang ngang. Chúng ta phải nhìn nhau. Tư thế chuẩn bị nhỉ? Lúc này nam trọng tâm trên chân phải, chân trái sang ngang. Và nữ trọng tâm trên chân trái và chân phải sang ngang. Nhịp đầu tiên, nam tiến chân trái và nữ lùi chân phải. 2, 3, 2, 3. Cha 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 giữ nguyên tay. Tiếp, cha 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 nam đi backward lock và nữ đi forward lock. Cha, cha, cha. Nhịp thứ 2, nam lùi chân phải và nữ tiến chân trái. 2, đôi nhảy nhìn nhau. 3, cha ta cha giữ nguyên tay. Cha cha cha. 2, 3, 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 cha cha cha. Lưu ý là trong khi nhảy mình phải giữ khoảng cách kết nối giữa hai tay phải ổn định. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là một đôi nhảy khi đã đứng đối diện nhau, chúng ta còn phải kết nối với nhau thông qua ánh nhìn bằng ánh mắt, giữ trục thẳng trong suốt quá trình nhảy. Tiếp theo là tới bước thứ hai, mình sẽ đứng quay ngang, đứng trụ trên chân phải và chân trái sang ngang ạ. Nhịp 2 là quay phải 90 độ để chân trái tiến sang phải 90 độ. 2, 3 chuyển trọng tâm. Cha 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 quay về hướng ban đầu đi, cha cha cha. Cha cha cha. Nhịp thứ 2 tương tự như nhịp thứ nhất nhưng mình thực hiện cho chân phải. Đó, mình sẽ quay sang trái 90 độ và để chân phải tiến. 2, 3 mình chuyển trọng tâm. 3, cha 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 quay về hướng ban đầu và đi, cha cha cha. Cha cha cha. Sau đây các bạn cùng thực hiện cùng với cô. 2, 3,
cha cha cha. Nhịp thứ hai quay trái để tiến chân phải and 2 tiếp 3 chuyển trọng tâm cha 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 quay về hướng ban đầu cha 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 tiếp and 2 3 cha 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 and 2 3 cha cha cha. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành ghép đôi của bước này. Xin mời các đôi về vị trí. Tư thế chuẩn bị: nam trụ trên chân phải, chân trái sang ngang. Nữ trụ trên chân trái và chân phải bước sang ngang. Bước đầu tiên chúng ta sẽ quay về bên phải của nam, bên trái của nữ. And mình sẽ quay ở and nhé. And 2 thế 3 cha 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 and quay 2 3 chuyển trọng tâm cha 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 and 2 3 and cha 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 and 2 3 cha 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 and 2 3 cha cha cha. Lưu ý ở phách 2, khi chúng ta tiến về hướng nào thì cả nam cả nữ ánh nhìn chúng ta đều phải quay về cái hướng đó, và khi đến cha ta cha chúng ta quay trở lại tư thế đối diện thì chúng ta lại kết nối với nhau bằng ánh nhìn, tức là nam và nữ phải nhìn đối diện với nhau. Thế khi tiến về hướng nào thì tay kết nối của chúng ta sẽ đưa về phía trước, tránh để bên dưới, luôn luôn giữ trục thẳng trong suốt quá trình nhảy. Thay vì chúng ta xoay 90 độ rồi tiến, bây giờ chúng ta sẽ xoay 90 độ rồi lùi. Trụ trên chân phải, chân trái sang ngang, hai tay nâng lên. Trước khi chúng ta lùi là chúng ta sẽ xoay 90 độ. Vậy. Sau đó chúng ta lùi. 2, 3 chuyển trọng tâm. Và cha 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 cũng giống như New York mà chúng ta quay về hướng ban đầu. Và đi cha cha cha, cha cha cha. Nhịp thứ hai là chúng ta lùi chân phải, xoay trái 90 độ và lùi. 2, 3 chuyển trọng tâm. Và quay về hướng ban đầu đi cha cha cha. Cha cha cha. Tất cả chúng ta đứng trụ trên chân phải, chân trái sang ngang, hai tay nâng cao, trục vươn thẳng. Bây giờ chúng ta sẽ xoay tay trái 90 độ để lùi chân trái. And 2 3 chuyển trọng tâm. Xoay về hướng ban đầu rồi đi cha cha cha. Cha cha cha. Bây giờ chúng ta xoay tay phải để lùi chân phải. And 2 3 cha 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 and 2 3 and cha 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 and 2 3 and cha cha cha. Tiếp theo là vào đôi, nam cũng trụ trên chân phải, chân trái sang ngang. Nữ trụ trên chân trái và chân phải sang ngang. Tay trái của nam cầm tay phải của nữ, không kẹp lách. Để chúng ta hướng tay về phía trước ạ. Chúng ta sẽ xoay sang trái của nam và xoay sang phía phải của nữ. 2, 3, and cha, 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 and 2, 3, and cha, 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 and 2, 3, and cha, 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 and 2, 3, and cha, cha, cha. Chú ý khi thực hiện bước này, nam với nữ ở phách 2 lùi là phải lùi bằng nhau. Sau khi lùi sau, nam và nữ là phải đứng bằng nhau. Không một người lùi dài hơn mà một người lại lùi ngắn hơn. Chúng ta duy trì khoảng cách của các bước nhảy, của cả đôi nhảy là phải bằng nhau. Chúng ta sẽ không đi từ 2, 3 mà chúng ta sẽ đi từ cha cha cha, cha cha cha. Đấy. Cái cha thứ hai là chúng ta sẽ xoay dọc ra và đi bước, chính là bước forward lock. 2 and 3. Xong lại xoay ngang ra đi cha cha cha. Cha cha cha. Tiếp theo đi theo hướng bên phải ạ. 2 3 cha cha cha. Xoay dọc ra đi. 2 and 3. Tiếp cha 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 lại xoay ngang. Cha cha cha. Vào đôi ạ. Khi vào đôi thì chúng ta sẽ đi sang phải của nam và sang trái của nữ. Trọng tâm trên chân phải của nam và chân trái của nữ. 2 3 và chúng ta xoay hông số 8 chuyển trọng tâm. 2 3. Thế bắt đầu đi three cha 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 cha. Bây giờ xoay dọc ra, xoay dọc thì tay chúng ta thực hiện tư thế tay của mà tiến của New York ạ. Tiếp tục 2 and 3. Xong lại xoay ngang vào đi cha cha cha. 2 3 tiếp
chạc chạc, 2 and 3 tiếp, chạc chạc chạc. Khi vào đôi bước này, quay ra hướng nào để tiến, các bạn giữ ánh nhìn của mình theo cái hướng đường nhảy. Và khi quay về đối diện nhau thì mình sẽ giữ ánh nhìn của mình, đó là cả nam và nữ phải đối diện nhìn nhau. Có một điều lưu ý mình cần nhắc lại là chúng ta luôn luôn giữ trục thẳng trong suốt quá trình nhảy. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện tổ hợp bao gồm 4 bước New York. 2, 3, 2, 3, chạc chạc chạc, 2, 3, chạc chạc, hand to hand, 2, 3, chạc chạc chạc, 2, 3, chạc chạc, 3, chạc chạc, 2, 3, chạc chạc chạc, chạc chạc chạc, chạc chạc, open basic, 2, 3, chạc chạc chạc, 2, 3, chạc chạc chạc. Ngoài những lớp năng khiếu thể thao dịp hè như múa hát, vẽ, bơi lội, bóng đá, nhiều bậc phụ huynh tại thành phố Hưng Yên định hướng cho con em mình theo học bộ môn khiêu vũ thể thao Dance Sports. Không chỉ giúp trẻ được khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, lạc quan, mà lớp học Dance Sports còn là sân chơi thể thao bổ ích và an toàn. Tuần nào cũng vậy, vào những ngày cuối tuần, anh Đỗ Việt Hưng ở phường Lam Sơn đưa con gái mình đến lớp Dance Sports tại nhà thiếu nhi tỉnh. Trước đây trong các hoạt động học tập hay là một số hoạt động trong gia đình cháu không được tập trung cho lắm. Thì sau khi mà cháu tham gia các hoạt động này nó nhanh nhẹn hơn, cháu tập trung hơn. Dance Sports ngoài việc tránh cho trẻ bị lôi cuốn vào các thiết bị thông minh với những loại hình giải trí không phù hợp thì còn mang đến cho trẻ một bộ môn thể thao giải trí lành mạnh. Trẻ sẽ có thời gian thư giãn với các bản nhạc, các điệu nhảy mà quên đi các trò chơi, video clip vô bổ trên các thiết bị thông minh. Vì vậy, đây là bộ môn thể thao giải trí ngày càng được trẻ em ưa thích. Nhờ sự hấp dẫn của bộ môn này, những ngày đầu chỉ có 5-6 học sinh thì sau gần 3 năm, câu lạc bộ Dance Sports tại thành phố Hưng Yên đã có gần 40 học sinh tham gia, trong đó bé nhỏ tuổi nhất là 5 tuổi. Em thấy rất là thích bộ môn này nên là em bảo bố mẹ cho em học bộ môn này. Khi mà em học em cảm thấy nó giúp mình hoạt bát hơn và nó giúp mình giải tỏa căng thẳng để học tập tốt hơn. Em cảm thấy rất khỏe khoắn và dẻo dai hơn khi có bộ môn này. Em có mong ước trở thành một kiện tướng Dance Sports tài năng. Ngoài việc mang lại sự dẻo dai cho các cháu, nó còn mang lại sự linh hoạt. Bởi vì các điệu nhảy nó cũng yêu cầu sự linh hoạt, nó nhanh nhẹn, thấy nó cũng sẽ khỏe hơn. Và một cái lợi ích quan trọng mà mình thích nhất tầm môn này đó chính là giúp cho trẻ con nó phát triển chiều cao rất là tốt. Không chỉ tạo môi trường vui chơi lành mạnh an toàn, lớp Dance Sports còn là dịp để các em phát triển toàn diện về cả văn thể mỹ trí, đồng thời xây dựng hạt nhân cho phong trào văn hóa thể thao cơ sở. Từ đây chương trình Thể thao và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.